mà con vẫn nghe á, có cái bà vú, bà vô vợ ở bà giữ. Thì là bữa đó là bà cũng lại về, xong rồi bà cố mới nấu ăn á, thì có những cái mà bà ăn không hợp thì bà không nói với Yến Nhi, mà bà cứ nói với mình, bà lại la bà cố. Thì mình mới về mình nói là bà nội đã nấu cho ăn rồi, vú đừng có la, vú không bằng lòng cái gì thì vú phải tự nấu vú ăn. Thế còn người ta nấu cho mình ăn mà vú la như vậy là vú nhỏ hơn, mà là vú không có được quyền nói như vậy. Thì vú về vú nói lại với Nhi sao đó không biết, thì Yến Nhi lại cứ nghĩ là chắc là mẹ mình nói sao hay nội nói sao, Yến Nhi giận đó, xong mẹ tức quá mẹ cũng giận, mẹ bỏ về luôn. Nhưng mà hai ngày sau là con cũng gọi xin lỗi, là gọi điện xin lỗi liền, đừng có giận con, mẹ cho con xin lỗi. Thế là mình cũng vậy, nó nghe mình nghe nó xin lỗi, mình cũng cầu cho nó xin lỗi mà, để mình đi xuống mình nhắc tới lỗi. Thế là ngày mai mình gặp xe mình đi xuống luôn. Câu chuyện các bà vú cũng đoạn trường nam ai lắm mọi dạ. Người ơi, những cái người mà mới làm mẹ cần một người để mà hỗ trợ mình chăm con á, rất sợ bà vú. Con là con đội bà vú trên đầu đó. Đợt cũng bà vú luôn, đó là đợt mà con chuẩn bị đi sinh á, thì bà vừa thì mới nói là bà vú vô, do con là cũng ngại, nhiều khi sợ mẹ mệt, vú là có nhiều kinh nghiệm thì mới nói vú biết cái điều gì đó thì cứ nói với mẹ, để bữa đó là mẹ lên bệnh viện với con, bởi vì là trên bệnh viện cũng giới hạn số người, không cho nhiều người vào. Thì con nói vậy thì mẹ là hiểu sai ý con, mẹ hiểu là bà vú sẽ đi lên bệnh viện với con và mẹ sẽ ở nhà đó. Xong rồi là mẹ khóc, mẹ đi lên phòng mẹ khóc quá trời khóc luôn. Dạ. Xong cái mới nói ba á, mới gọi chồng là con lên, thì mới hỏi là sao mẹ khóc, thì mẹ kể, mẹ kêu là sao con không cho mẹ đi lên bệnh viện mà lại cho bà vú đi lên bệnh viện. Thì con mới ngồi con giải thích, mẹ hiểu sai ý con rồi, làm sao mà con lại cho bà vú đi lên bệnh viện mà để mẹ ở nhà được, cháu của mẹ con biết là mẹ rất là trong mà đó. Thì sau vụ đó thì mới là không có hiểu lầm nữa, cũng từ bà vú. Thì để cảm ơn mẹ đã dành hết tình cảm cho gia đình, cho vợ chồng con cũng như cho bé, thì con cũng có một món quà gửi cho mẹ, chiếc nhẫn mà con gửi tới mẹ thay cho lời cảm ơn vợ chồng con gửi cho mẹ. Dạ, thì đeo thử vừa nha. Đeo cho mẹ đi. Ồ, chà. Chương trình rất là vui khi chào đón mẹ chồng nàng dâu đến tham gia chương trình. Xin mời giới thiệu về mình ạ. Em tên là Trần Thị Thanh Thúy, đến từ Đà Lạt. Dạ, Lâm Đồng. Dạ, con là Đặng Thị Yến Nhi, là con dâu của mẹ được 4 năm rồi. Hai mẹ con đến từ Đà Lạt, thành ra là xinh đẹp quá. Nước da trắng nhẹ nhàng như làn sương mỏng manh ở Đà Lạt ha. Rất là dễ thương luôn. Dạ. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô con dâu này đó, thì mẹ chồng ấn tượng điều gì? Dạ, thì mới lần đầu tiên thì gặp thì lại ấn tượng là nhìn là lễ phép, là dáng vẻ là hiền từ. Dạ. Cho nên là cũng là rất là quý cháu. Dạ. Vậy là thuận lợi quá rồi con ha. Dạ. Gặp mẹ chồng mà mẹ xin chồng thấy vậy là khỏe rồi đó. Là lúc đó là quen nhau bao lâu rồi là mới được gặp mẹ chồng? Dạ, lúc đó là con với chồng con là quen được 2 năm. Là tụi con là học chung với nhau từ lớp 10 rồi. Là học ở Sài Gòn, xong rồi lớp 12 mới chồng con mới dẫn con về Đà Lạt chơi. Con thì con có hỏi chồng con là có nói gì với mẹ không mà dẫn về. Thì chồng con nói là có nói hết cả nhà rồi. Lúc mà gặp mẹ thì thật ra là chồng con chưa nói gì hết. Dạ, xong rồi về rồi mới gặp mẹ đó là lần đầu tiên. Hồi lúc sau thì chồng con mới nói chứ con đi biết điều đó hả? Dạ, do là chồng con nói với bà nội. Bà nội rất là hiền, là mẹ chồng của mẹ đó. Mẹ của nhưng em mà lại không có nói với mẹ, cho nên về là chắc là mẹ cũng là bất ngờ. Vậy là ý ngầm nói mẹ dữ hơn mẹ bà nội đó. Mà lúc đầu tiên gặp á, em có bị sợ không? Dạ sợ chị, nhìn mặt mẹ cũng nghiêm cho nên là cũng hơi sợ. Mẹ hiền mà, mẹ hiền khô mà. Dạ, nhưng mà quen rồi thì mẹ rất là tình cảm. Rồi lần tiên về có làm gì cho nhà chồng không hay là về chỉ ra mắt về thôi? Dạ thì về chơi rồi cũng phụ ở trong nhà rửa chén rồi nấu ăn rồi gì. Dạ. Ngày đầu tiên có phụ nấu ăn luôn? Dạ có, con về là con có phụ nấu ăn. Dạ. Lâu lắm rồi mới thấy một cô dâu giỏi bếp núc. Thường là mấy cô dâu mới về nhà để cho mẹ chồng nấu, làm dâu cũng để mẹ chồng nấu luôn đúng không? Nhưng mà từ lúc mà con về những ngày đầu tiên đó đó, rồi bao lâu thì tụi con đám cưới? 2018 là tụi con mới đám cưới. Dạ, lúc mà quen nhau là 2009. Lâu dữ vậy hả con? Dạ, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Thì học ra trường rồi làm mấy năm rồi mới ở. Là quen từ lớp 10 luôn á. Dạ đúng rồi. Mấy nhỏ quen từ lớp 10 luôn. Vậy là trong cái quá trình quen nhau mà nó dài như vậy là
chắc chắn cô phải là một trong những cái người mà đứng ra để dàn xếp những mâu thuẫn của đôi trẻ. Dạ, đúng không cô? Chính xác luôn. Hồi đó đi học á thì có một cô giáo kia là kiểu như là không có thích hai vợ chồng quen nhau, là lúc đó là cứ ra sức ngăn cản, giống như là ở trong trường là ai cũng biết chuyện tình luôn á, bởi vì quá nổi tiếng mà cô đó thì rất là dữ luôn. Xong rồi là cũng hay mét mẹ là hai đứa nó quen nhau, bởi vì chắc là cô cũng nghĩ là hai bạn chỉ quen chơi thôi chứ cũng không có đi tới cưới gì, và lúc đó còn nhỏ á, cho nên là khi mà gặp mẹ thì cũng rất là sợ. Quen nhau dài vậy cô? Dạ, có tình là hai đứa nhỏ nó lấy nhau? Dạ tin chứ, tại vì khi cháu nó dắt về á thì là nó cũng có tâm sự, thì Hoàng nó cũng nói có cô giáo trong trường á là cũng hay điện về cũng răn đe nói là cô phải ngăn cấm rồi này kia, nhưng mà mình thì mình không có ngăn cấm, bởi vì mình thấy cháu Nhi nó có thể là nó dìu dắt con mình trở thành một con người rất là lịch sự, mà nó biết là thương yêu, cho nên là mình nhìn nhận được sự từ đó là mình sẽ không ngăn cấm. Và cũng nói thẳng với cô là đó là quyền riêng tư của chúng nó, còn nếu như mà cái sự dạy dỗ của cô miễn sao cháu nó học hành nó tiến tới là được, thì mong cô cũng thông cảm vấn đề đó, là cô cũng đừng can dự vô chuyện của chúng nó nhiều. Mình chỉ nói với cô riêng cũng như vậy thôi. Chắc là cô cũng muốn hai đứa tập trung học thôi. Rồi trong lúc mà quen nhau lâu như thế, hai nhỏ cãi nhau vậy thì con có mét mẹ chồng không? Dạ, hai vợ chồng thì cũng có lần cãi nhau, xong rồi là chồng con thì giảng hòa với con không được, xong rồi cũng có nhờ mẹ gọi. Dạ, nhờ mẹ đứng ra giảng hòa. Rồi cũng có lần hai vợ chồng cãi nhau xong cái con bỏ về quê, rồi chồng con dắt cả gia đình chồng về quê con để gặp con luôn. Sau lúc đó thì hết giận. Dạ. Ủa là quê con ở đâu? Dạ, quê con ở Kon Tum. Là lần đó cãi nhau lớn nhiều lắm đó. Dạ, là muốn chia tay luôn đó. Dạ đúng rồi, đòi chia tay vậy á. Ừ, dạ. Anh kia về xong năn nỉ mẹ, con cũng biết lỗi rồi mà Yến Nhi không có chấp nhận, chắc mẹ phải nhờ mẹ. Rồi mẹ nhắn qua rồi mẹ đi xuống Kon Tum luôn. Đúng rồi, mẹ đi, mẹ với lại gia đình cùng đi xuống cái đó. Rồi xong đó là sẵn gặp bà xui nói chuyện luôn hả? Dạ, rồi cũng xong rồi cũng về xong rồi một năm hai năm á, rồi xong rồi về thì cũng hỏi ý mấy cháu, rồi xong rồi cũng đi lên trên gặp bên gia đình của cháu Nhi, rồi gia đình cũng tạo điều kiện cũng dễ dàng lắm. Chưa cưới mà đã thăm luôn đúng không? Dạ sẵn đúng rồi, dạ đúng rồi. Sẵn rồi nói chuyện với bà xui tương lai luôn. Đêm đó ở đó luôn hả? Dạ, dạ, cháu nó thuê khách sạn riêng để ở. Dạ. Chứ sao không ở nhà bà xui cho nó đi. Đi đồng quá, đi đồng. Đi đồng lắm hả? Dạ, đi cả gia đình mà, năm số người. Đi lên trên Kon Tum xong đi về Nha Trang chơi thì nghĩ tụi nó làm hòa rồi cho nó đi chơi. Đi xuống tới nơi không có chỗ ngủ, phải ngủ ngoài bãi biển. Thuê mấy cái ghế vậy để ngủ. Trời ơi. Hai gia đình luôn hả cô? Dạ, vậy cũng một gia đình. Hai vợ chồng với lại hai đứa con với bé Nhi. Trời ơi, mà ngủ ngoài trời luôn, ngoài biển vậy luôn. Có năm khách sạn ngày sau luôn. Mấy ngày lễ là vậy đó. Dạ. Rồi thì tới ngày đám cưới, 9 năm trời đám cưới. Cái ngày đó tuyệt vời lắm cô ha. Được mấy cháu? Dạ, được một bé gái 1 tuổi rồi ạ. Rồi cái ngày đầu tiên về làm dâu nó có khác so với lại cái thời gian trước đây mà mình qua lại với nhau không? Dạ, em thấy thì cũng không có khác gì hết chị. Nói chung mẹ thì rất là tâm lý. Đa số việc nội trợ trong nhà thì có bà nội rồi, thì cũng phụ bà nội ít việc thôi. Rất là thoải mái luôn, không có cảm giác là đang ở dâu. Trời ơi, chính ra là con làm dâu tới hai lớp luôn á. Hai thế hệ. Làm dâu là hai tầng lớp luôn. Vừa làm dâu mẹ có chồng nè, làm dâu nội chồng nữa. Dạ, nhưng đúng mà không? nội với mẹ thì đa số là chiều con hết. Nhưng mà nội nó nghe nó hiền lắm hả? Dạ, rất là hiền luôn. Bà nội nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, bà nội là 70 mấy rồi. 73 rồi. Dạ. Rồi sáng mấy giờ dậy? Ngày đầu tiên làm dâu á. Dạ, do con thì bình thường là cũng 8 hoặc 9 giờ. Nếu dậy sớm hơn thì hơi khó. Có lần dậy sớm quá, xong mẹ cứ nói là ngủ nữa đi con, sao mày dậy sớm như vậy, có làm gì đâu mà dậy sớm, mẹ cứ dậy. Mà trời Đà Lạt dậy sớm sao nổi. Trời Đà Lạt xe lạnh hoài sao dậy nổi. Thôi để nội lớn tuổi, nội dậy đi. Nội khó ngủ rồi. Khó ngủ rồi dậy. Rồi kế nội làm mẹ chồng dậy đi. Rồi mình trẻ mình ngủ lâu lâu một chút. Mẹ chồng thấy mình hợp với con dâu những gì?
Dạ, nói chung là cũng thấy hợp là vì em không có con gái. Lúc nào cũng nghĩ là cháu là con gái thôi chứ không nghĩ là con dâu. Này đã vậy rồi cháu nó lại mang ra, nó sanh ra một đứa cháu gái nữa. Đó là một cái điều là coi như là mình quý nhất. Biết những cái khi mẹ cần, rồi mẹ đau mẹ bệnh cũng dắt mẹ đi bác sĩ, rồi cũng đi tư vấn trước, rồi mới về dắt mẹ đi. Những cái gì sở thích của mình là cháu nó biết. Ăn uống có hợp không? Dạ hợp, tại vì nói chung mình thì mình ít có biết nấu ăn à. Thành ra cháu nó nấu cái gì là mình thấy cũng ngon à. Rồi hợp nhau về ăn mặc, thời trang. Đúng rồi, cái gì cũng mua cho mẹ hết á à. Mẹ thì rất là đơn giản, mẹ thích màu đen, cứ mua cái gì màu đen là mẹ thích thôi à. Rồi hai mẹ con có thích đi chơi không? Dạ, đi du lịch không? Dạ có, rất là thích đi du lịch. Quá vừa hả? Cũng vừa mới đi Phan Thiết về cả nhà đi. Dạ. Nhưng mà có lúc thì cũng giận dữ, cũng buồn trong lòng. Là nhiều khi cũng có những cái việc mà mình muốn nói nhưng mà mình không dám nói hả. Rồi cái ảnh cũng muốn nói nhưng mà ảnh cũng không dám nói, cũng vì sợ mẹ buồn. Có một lần thì cũng mới đây thôi, là tức là gần đây năm cháu á, là năm bé cháu nội á, là con của Nhi á, có cái bà vú bà vô vợ bà giữ. Thì là bữa đó là bà cũng đòi về, xong rồi bà cố mới nấu ăn á, thì có những cái mà bà ăn không hợp thì bà không nói với Yến Nhi, mà bà cứ nói với mình. Bà lại la bà cố, thì mình mới về mình nói là bà nội đã nấu cho ăn rồi, vú đừng có la, vú không bằng lòng cái gì thì vú phải tự vú nấu vú ăn, chứ còn người ta nấu cho mình ăn mà vú la như vậy là vú nhỏ hơn, mà là vú không có được quyền nói như vậy. Thì vú về vú nói lại với Nhi sao đó không biết, thì Yến Nhi lại cứ nghĩ là chắc là mẹ mình nói sao hay nội nói sao. Yến Nhi giận đó, xong mẹ tức quá mẹ cũng giận, mẹ bỏ về luôn. Nhưng mà hai ngày sau là con hai cũng ngày gọi sau xin lỗi là gọi điện xin lỗi liền. Đừng có giận con, mẹ cháu cũng xin lỗi. Thế là mình cũng vậy, nó nghe mình nghe nó xin lỗi, mình cũng cầu cho nó xin lỗi mà. Để mình đi xuống, mình nhớ tới nội nữa. Thế là ngày mai mình gặp xe mình đi xuống luôn. Câu chuyện các bà vú cũng đoạn trường nam ai lắm mọi người ơi. Những cái người mà mới làm mẹ cần một người để mà hỗ trợ mình chăm con á, rất sợ bà vú. Con là con đội bà vú trên đầu đó. Mà nó rất đúng không? Đúng là mình phải trải qua nhiều cái sự việc, giống như Nhi đã từng trải qua những cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ, mà cái chuyện là người này nói qua người kia nói lại, mình rất là dễ bị lung lay. Cho nên đó cũng là một cái bài học để cho em sau này có bất kỳ tiếp nhận một cái thông tin nào đó đều phải bình tĩnh xử lý. Yeah. Hiểu không? Sau lần đó thì có lần nào mẹ chồng giận nàng dâu nữa chưa? Không, không có giận. Không có luôn. Không có luôn. Có một đợt cũng bà vú luôn. Đó là đợt mà con chuẩn bị đi sinh á, thì bà vừa thì mới nói là bà vú vô, do con là cũng ngại, nhiều khi sợ mẹ mệt. Vú là có nhiều kinh nghiệm thì mới nói vú biết cái điều gì đó thì cứ nói với mẹ, để bữa đó là mẹ lên bệnh viện với con, bởi vì là trên bệnh viện cũng giới hạn số người, không cho nhiều người vào. Thì con nói vậy thì mẹ là hiểu sai ý con, mẹ hiểu là bà vú sẽ đi lên bệnh viện với con và mẹ sẽ ở nhà đó. Xong rồi là mẹ khóc, mẹ đi lên phòng mẹ khóc quá trời khóc luôn. Dạ. Xong cái mới nói với ba á, mới gọi chồng và con lên. Thì mới hỏi là sao mẹ khóc, thì mẹ kể, mẹ kêu là sao con không cho mẹ đi lên bệnh viện mà lại cho bà vú đi lên bệnh viện. Thì con mới ngồi con giải thích, mẹ hiểu sai ý con rồi, làm sao mà con lại cho bà vú đi lên bệnh viện mà để mẹ ở nhà được. Cháu của mẹ con biết là mẹ rất là trong mà. Đó, thì sau vụ đó thì mới là không có hiểu lầm nữa. Cũng từ bà vú. Bà vú hai lần luôn á, cho nên tới khi đầy năm nó xong là thôi bye bye vú giùm mẹ đi con. Còn con có thấy điều gì mà mình không chưa hợp với mẹ thì nói chung là mẹ thì tính rất là tình cảm, thì nhiều khi mẹ thương quá cho nên mẹ hay lo, mẹ hay nói nhiều rồi căn dặn cái này cái kia vậy đó. Tụi con thì nói chung là tụi con cũng lớn là cũng biết rồi, cho nên là chỉ mong là mẹ đừng có lo nhiều quá. Chú thấy thế này nè con. Cái khó của con ở đây thật ra nhờ mẹ chồng dễ, nội chồng dễ nữa. Chứ nếu như gặp một người nào khác mà phải làm dâu hai lớp như vậy á thì cũng rất là mệt luôn á. Thì cách đối xử với mẹ chồng, với nội chồng nó như thế nào con, trong gia đình con? Ví dụ con mua cái áo tặng mẹ thì con có mua cái áo tặng nội không? Dạ có. Có hết. Con thì nó rất là tâm lý. Con giống như mời mẹ đi du lịch thì có mời nội đi du lịch không? Dạ có chứ. Đó. Nói chung là đều, bà nội thương bà nội sao là thương mẹ vậy. Có bao giờ nội giận con gì không? Dạ bà nội thì không giận, bà nội tính bà nội rất là hay luôn. Bà nội không có giận ai hết á. Dạ. May thiệt là may luôn.
cả nội chồng và mẹ chồng đều dễ hết. Thật ra ngày xưa đó, có những người làm dâu hai lớp như vậy đó, trời ơi họ khổ. Được lòng mẹ chồng á thì mất lòng nội chồng, yeah. Mà được lòng nội chồng thì mất lòng mẹ chồng. Thật ra chỉ... không có nghe lời bên nào được. Đúng rồi. Nghe lời mẹ chồng á là cũng không yên với đúng bà rồi. Nội chồng. Nghe lời bà nội chồng thì là hả, mẹ chồng đó mày con dâu của ai? Có những câu chuyện gọi là đoạn tường bi ai lắm. Thật ra Quỳnh Linh rất là thích là nếu như có một chương trình nào đó mà chúng ta mời luôn nội chồng và mẹ chồng ngồi luôn để xem cái câu chuyện như thế nào. Dạ, đáng ra là hôm nay có bà nội đó. Trời nhưng ơi, mà do là quá. Bà nội chăm bé. Dạ, em bé rồi. Không lẽ giờ mời lại bà nội nữa chứ. Thật ra là ngày xưa mà nghe nói về nhà mà còn bà nội chồng nha, rồi các cô dâu chỉ có chết tới bị thương thôi. Hôm nay thì mình quá hạnh phúc rồi. Còn cái chuyện chồng con với con, chuyện gì đó thâm cung bí sử đó, còn mời qua đây hoặc kia nói chuyện với chị Lan đi. Qua đây. Những cái lúc mà hai mẹ con mà giận nhau như vậy á, thì ông xã em sao? Dạ, ông xã em thì nói chung là cũng rất là biết cách xử lý tình huống, là cũng không có bên ai hết. Mỗi bên là sẽ có một cách nói riêng và kết nối hai người lại với nhau. Mà có bao giờ em làm khó ông xã không? Có bao giờ nói anh coi đó mẹ nói vậy vậy vậy, có bao giờ vậy? Dạ em có góp ý. Ví dụ như là em thấy cái việc đó, ví dụ mẹ nói quá lời hoặc là như thế nào đó, thì em sẽ nói ông xã để mà ông xã nói lại với mẹ thôi. Có lần hai vợ chồng gãi nhau thì mẹ mới nói, mẹ mới gọi điện, mẹ mới nói là có chuyện gì thì con cứ nói với mẹ, cứ mét với mẹ để mẹ dạy, mẹ khuyên nó. Và có đợt là chồng em kiểu như là chở em đi ngoài đường, xong cái ổng bực tức cái gì không biết, cái ổng nóng lên cái ổng quạo. Dạ, cái xong cái đợt đó em cũng tức quá, cái em mới nói với mẹ là em mới nhắn Zalo cho mẹ luôn, em kêu cho mẹ nếu có gì đó thì con xin lỗi mẹ. Xong cái mẹ mới gọi điện cho chồng em, rồi mẹ la chồng em, rồi mẹ nói nhiều lắm. Vậy thì cho chị hỏi là giữa em với mẹ còn cái điều gì mà để là nó hai mẹ con vẫn chưa có cái sự kết nối gọi là thực sự không? Nhiều khi mẹ lo quá cho nên là có những cái là không thể tránh khỏi là hai mẹ con sẽ bất đồng quan điểm. Nhất là khi có em bé rồi ở chung với nhau trong một gia đình ở một thời gian dài, thường là không có nói những cái điều đó ra. Em chỉ nói qua chồng em để mà chồng em nói với mẹ thôi. Nhưng mà sau này thì khi mà sinh em bé rồi á, thì em thấy là mẹ rất là thương em và thương cháu luôn. Có mâu thuẫn trong cái vấn đề chăm con không em? Tại vì hai ba thế hệ cách bà nội chăm em bé nó khác, cái cách của mẹ chăm em bé khác. Còn mình bây giờ là mình khoa học, mình có sách có vở, mình cái gì mình cũng phải có con số của khoa học hết, thì nó lại khác nữa. Rồi có bao giờ mà mẹ hai mẹ con mâu thuẫn với nhau trong chuyện đó không? Thì em cũng rất là thoải mái, và chỉ có chồng em á thì ổng hơi kỹ một xíu. Thì đa số là chồng em toàn là mẹ góp ý với mẹ không à, chứ em thì em cũng không có góp ý gì nhiều với mẹ, bởi vì em thấy là mẹ cũng lớn, mẹ cũng có nhiều kinh nghiệm. Trước thì em cũng ngại, nói chung là cũng ngại nhờ mẹ, cho nên là lúc đó em mới kêu vú để mà hỗ trợ đó. Dạ, nhưng mà em nghĩ đi nghĩ lại thì vú thì cũng không thể nào bằng bà nội hết. Đúng. Dạ, cho nên là bây giờ cũng phần lớn là nhờ ông bà. Là câu chuyện ngày hôm nay á, nó không có những cái xích mích, không có những cái góc khuất, không có những cái gì nó dữ dội, là do mẹ chồng rất là dễ thương, rất hiền hiểu con dâu. Mình có mong muốn con dâu mình thay đổi điều gì trong cuộc sống không? Dạ, nói chung là không, nó cũng tuyệt vời lắm anh. Tuyệt vời lắm hả? Dạ, có bé mà con mình nó trở thành cứ như là nó rất là nóng tính. Bây giờ nó cứ như là nó hiền dịu lắm. Thay đổi luôn. Nó thay đổi tính tình, đúng rồi. Có phải là nó hòa nhã như thế nào thì nó làm cho con trai mình có sự cuốn hút đi theo. Hồi trước là thấy nóng giận, là cứ là la lớn, bây giờ không còn. May quá, con dâu chăm sóc con trai thay đổi. Đúng luôn rồi. Trong những lúc mà trái gió trở trời đó thì nhức đầu chóng mặt, con dâu chăm sóc thế nào? Mình thương nhất là lúc mình đi mổ anh Linh. Tại mình mổ cái khớp chân á, không biết anh hỏi đâu á, anh chạy qua bên chỗ Vạn Hạnh đó, vô hỏi bác sĩ, gặp bác sĩ là mé đâu đó rồi, là về tê dắt mẹ lên xe, là thế là chở đi, đưa mẹ đi phẫu thuật luôn. Đưa luôn, 1, 2, 4 là coi như 10 giờ sáng là coi như mẹ vô là làm liền. Rồi xong tội lắm, mẹ đi gội đầu, chở mẹ lên, thắt tóc cao lên cho mẹ, để mẹ nằm khỏi bị ngứa đầu. Đó, rồi về xong rồi là thuê xe về, sợ mẹ lên lầu không được, thuê xe bưng mẹ lên.
bác sĩ không có cho ngồi dưới đất, kêu là nằm trên giường cao là đi mua một cái gì, một tấm nệm riêng cho mẹ luôn. Đúng rồi. Rồi bé chăm sóc mẹ chồng, nội chồng á. Nội chồng á là hạp lắm. Tại vì mình là không có nấu ăn, bà nội nấu ăn, hai bà cháu là đi mua về là nấu, thế là ăn cả nhà. Nó biết cái cách sống. Biết cách sống, điều đó mới hết sức là quan trọng đó. Rồi thôi về đây thôi Lan ơi. Thầy ơi, thật ra nãy á, chú xin lỗi con. Dạ. Hồi nãy con mới bước vô đây đó, chú thấy con xinh đẹp, rất xinh đẹp. Chú nói, trong lòng chú nghĩ, rồi bé này chắc nó không lo được gì đâu, chắc về ăn ngủ thôi, về chắc để mẹ chồng mà lo hết, kiểu công chúa quá đó. Giờ chú có lỗi vì suy nghĩ của chú không đúng. Lâu lâu cứ lạc quan. Chị hỏi nè, cái điều gì để khiến cho em dành cái tình cảm cho bên gia đình chồng nhiều đến như vậy? Dạ, là em thì ba mẹ em cũng mất rồi. Dạ, cho nên là coi mẹ với lại bà nội là giống như là ruột thịt của mình luôn. Dạ. Nhìn chỉ đơn giản vậy thôi. Với lại là thấy mẹ rất là thương, thấy mẹ dành tình cảm nhiều hơn cho hai vợ chồng với lại cho cháu, cho nên cảm thấy là rất là xúc động. Dạ. Cái tình cảm mẹ chồng nàng dâu nó có hòa hợp, có yêu thương nhau đó là do chính chúng ta thôi. Nó giống như một tấm gương vậy đó. Mình đối xử với mẹ chồng thế nào thì mẹ chồng sẽ như thế, và mẹ chồng đối xử với con dâu thế nào con dâu cũng như thế. Hôm nay cái câu chuyện này cũng rất là hay. Linh nghĩ rằng là cô bé này cũng rất là may mắn khi gặp hai thế hệ mà mình hòa hợp được là giỏi. Và cũng nhờ bà nội, nhờ mẹ đã gọi là giúp con hòa hợp điều đó. Dạ. 4 năm làm dâu, em cảm thấy là mình có làm tròn cái bổn phận làm dâu hay không? Và có cái điều gì muốn nói với mẹ hay không thì giờ phút này là dành cho em đó. Sau những cái năm mà làm dâu của mẹ thì có đôi lúc là con cũng vô tâm, không có hiểu và cũng ít nói, ít chia sẻ với mẹ. Qua đây thì con cũng muốn là nếu như mà có cái chuyện gì con làm cho mẹ buồn thì mong là mẹ bỏ qua. Không bỏ qua, không có làm gì buồn không? Không có làm gì buồn hết. Mình thì nên nhiều khi có buồn gì chăng nữa rồi cũng nhanh hết lắm. Không, thật ra nãy giờ chú thấy á, là cô gái này cũng đã một phần làm tròn trách nhiệm của mình đó. Đúng rồi. Hơi vì giỏi đó, những thành viên trong một nhà chú cần làm những điều đó. Yêu nhau, hiểu nhau, tha thứ cho nhau, hy sinh lẫn nhau để chúng ta hòa quyện với nhau, một gia đình. Dạ, thì để cảm ơn mẹ để dành hết tình cảm cho gia đình, cho vợ chồng con cũng như cho bé, thì con cũng có một món quà gửi cho mẹ. Chiếc nhẫn mà con gửi tới mẹ thay cho lời cảm ơn vợ chồng con gửi cho mẹ. Dạ, thì đeo thử vừa nha. Đeo cho mẹ đi. Ồ, chà. Ồ, có giấy tờ. Đây cũng mẹ có là... mẹ cũng có cái gì mẹ cũng... Con đã quý giá rồi mà con cho một món quà quý giá nữa. Thành ra mẹ đây, mẹ cũng biết nói gì. Được rồi, nếu mà có kiếp sau mẹ cũng muốn là mẹ làm là mẹ chồng của con nữa. Dạ. Ơi, tuyệt vời ha. Đây là một cái lời nói mà bao nhiêu cô gái mơ ước. Nếu có kiếp sau mẹ cũng muốn là mẹ chồng của con. Trời, sao mà nghe câu đó cứ muốn khóc luôn đó trời. Thì sự mà là coi như đây là một cái báu vật của mình. Thành ra thử nói hết tấm lòng. Cho nên là cũng cảm ơn chương trình đã có gặp được anh Huyền Linh và là em Lan ở đây. Thì cũng thành thật cảm ơn, cũng có sự mà dẫn chương trình cho gia đình của chị. Chúc gia đình chúng ta mãi mãi như thế. Chúc cho bà nội ở nhà khỏe, thiệt là khỏe. Chúc cho những nụ cười này cứ mãi tươi như thế. Chúc gia đình chúng ta luôn luôn thành công trong cuộc sống nha. Dạ, chúc chú Huyền Linh với lại chị Ngọc Lan dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc. Dạ.